không tay nó bật đồ áo dài luôn, trời ơi nó về nó visa mình liền luôn. Chứ ai như Thái Lan mà đứng gần cái thằng đổi dân đến được 300 bạc, chừng ra cái người phần ra tò mò mình quá đẹp, con người thật, việc thật, học làm đúng không? Cái đơn giản chứ, hàng đêm tổ chức biểu diễn áo dài Việt Nam người đẹp bên ngoài, rồi xong ra chụp hình luôn, lấy nó 300 ngàn thôi, vô vé 300 ngàn nữa là 600, chèn nhau nó còn cho cái cô đứng là 200, đứng từ tổ mới cho ta tiền, nó về làm hình mũi đem về PA, đi tao đi vô thành phố chồng cô gái Việt Nam mình nói dài quá đẹp, tao đi vô chồng tao chụp hình với cô này nè, ta vô giờ về không có đưa cái gì ra đó, ý mình nói là ấn tượng các bạn. Ở mình đi vô thành phố chứ mình có gì không, có chợ Sài Gòn, có đưa cái gì đó ấn tượng rồi.